Ơi, nơi này mình có cái cây hồng ngọc mai nè ha. Cây này lúc đó mua nó nhỏ xíu xíu à. Nó có lúc mua của nó cái kích thước nó cỡ là mua như trên đây thôi. Bây giờ ngay chỗ này nó đâm rất là nhiều rễ nè. Ngay chỗ này chúng ta có thể bó bầu, chúng ta có thể nhân giống ra nè ha. Đâm rất là nhiều rễ nè. Đây, đây rất là nhiều rễ ở đây. Rễ đây. Đây. Ở đây thì cái giống này nó rất là xuyên bông, nó có trái nhìn cũng đẹp lắm. Lúc trước thì mình cũng có quay trái rồi. À, hồng ngọc mai thì nó gần gần giống như seri á, cái bông giống như một seri mà nó không phải là cái seri nha. Bông rất là xuyên bông. À, đấy. Cây nhỏ xíu à, gốc rất là nhỏ, nó cũng nhanh lớn lắm. Bông rất là xuyên bông. Này nó vừa có trái sau một đợt bông rồi nè. Đó rồi nó lại bông tiếp. Đấy, hồng ngọc mai. Cái này thì đây chúng ta chỉ cần cắt, chúng ta cầm là nó sống thôi. Như cái phần này nó có rễ như chỗ này nè, cắt cầm mấy cái này là sống thôi đấy. Chúng ta chiết bầu thì nó sống dễ, hoàn toàn dễ hơn. À, đây, hồng ngọc mai ha, đấy bông rất là nhiều, bông quanh năm. Cái này thích hợp trồng tiểu cảnh nào, bông màu hồng hồng rất là đẹp, trái thì nó màu đỏ đỏ giống như trái seri chúng ta vậy. À, ăn thì nó cũng có chua chua ngọt ngọt. Hồng ngọc mai ha, rất là xuyên bông đấy, như về Việt Nam ha. Đây. Hai cây nhỏ xíu nè, mình mua đây cũng lâu lắm rồi, mình mua đây khoảng 3 4 tháng vậy đó, mà nó cũng mau mau lớn lắm, nó cũng dễ sống lắm. Đây, hồng ngọc mai, bao bông này bông quanh năm luôn, bông màu hồng rất là đẹp. Cây nhỏ xíu à, cây này cũng nhỏ đầu đũa đó. Lúc mình mua có chút xíu xíu nè, trên đây nè. À, rồi, giới thiệu ha. Nhân giống rất là dễ.